Xin chào mọi người, mình là Công Cụ Ai đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cách bên Nhật trồng cây gì và họ canh tác như thế nào. Mọi người cùng xem nhé. Ở phía bên trái đây là ruộng lúa mì. Còn đây là ruộng lúa người ta sắp sửa để cấy. Còn cái phía đằng xa kia là ruộng hành tây. Ở bên Nhật thì lượng nước họ sẽ điều chỉnh qua các van ở các cửa ruộng. Các ruộng thì được cách biệt nhau ở mất các bờ mương nhưng mà nước sẽ không chảy sang nhau được. Đây là cảnh trước mình có đi tàu, mình quay lại cái khu ở bên Nhật họ sản xuất lúa như thế nào. Ruộng bên Nhật thì khá là bé, mọi người có thể thấy. Đa số là ruộng nhỏ và sát nhà dân, gần nhà dân. Ở Nhật Bản quanh nhà dân thường là núi. Còn đây là cái ruộng mà ở phía trước nhà dân, họ thường tranh thủ canh tác rau, trồng rau. Ở đây như là củ cải này, hành này, su hào. Và để canh tác ruộng thì họ sẽ dùng các máy móc. Ở phía bên trái đây là nhà lưới và họ có dùng cái máy để làm cái rãnh ở dưới ruộng thoát nước của ruộng. Họ dùng cả máy cày bừa để cày ruộng. Khi cày thì có khá là nhiều chim và cò ở xung quanh để họ để bắt côn trùng. Ở bên Nhật thì việc săn bắt là cấm, săn bắt chim là việc cấm săn bắt. Ở đây là cái hình ảnh chiếc máy cấy. Đây, mình hôm trước mình có chụp ảnh đây. Trông cứ như là cái xe máy. Đây, cái phần đầu tháo ra thì trông giống như cái chiếc calo trên nước ở đi khi đi biển mọi người chơi. Còn đây cái máy gặt, khi mà mình tranh thủ mình chụp ở trên đường khi di chuyển về. Còn cả việc cắt cỏ thì họ dùng máy hết. Đây, như các bạn có thể thấy ở ven bờ mương họ dùng máy để họ cắt cỏ. Đây, việc canh tác ruộng thì họ có dùng máy để cày bừa. Và khi cày bừa thì khá là nhiều quạ và chim ở xung quanh. Các bạn có thể thấy rất nhiều quạ luôn. Còn phía trước nhà mình thì là trước có cái máy phun thuốc hoặc là phun phân bón. Thì kia là cái máy cây lúa. Còn phía bên này họ đang cày ruộng các bạn. Ruộng ở bên Nhật thì khá là bé và nhỏ, chủ yếu là đồi núi và họ sẽ dùng máy để canh tác. Phía kia là máy cây bừa. Ở đây là ruộng họ vừa cấy xong này. Ở bên Nhật thì họ sẽ dùng máy để cấy chứ không dùng cấy tay. Đây là cái van nước để cấp nước cho vào các ruộng. Ở đây là họ đang trồng đậu tương. Việc cấp thoát nước là khá là xịn sò, không bị trôi cây như ở Việt Nam. Đây là ruộng đậu tương họ để
khô. Họ chờ cho khô hết lá xong họ sẽ dùng máy như kiểu máy cắt lúa, họ sẽ thu hoạch một thể. Đây họ vẫn chưa chưa khô. Đầu tương họ về thu hoạch khi mà đã khô héo hết lá. Tiếp theo là đây là cái hình ảnh mà khi họ đang cày sới trồng hành. Họ cũng dùng máy. Ở ruộng bên Nhật thì là quả khá là nhiều. Phía kia là họ đang cày bừa này. Thì ở bên Nhật thì việc săn bắt chim là bị cấm nên phía kia vẫn còn hai con cò đang tung tăng chơi bời. Như Việt Nam là bị bắt nâu rồi. Thì kia cái dụng người ta dự cấy lúa thường, còn ở đây thì họ sẽ cấy lúa lúa mì. Khi mà cấy ruộng xong thì mạ khá là thấp, sau một vài hôm nước cạn đi thế là cây mọc lên cũng là vừa. Họ dùng máy để cấy các bạn, và lượng nước họ sẽ điều chỉnh qua các van ở trước cửa ruộng. Đây là hình ảnh lúa khi trổ trổ đồng. Khi mà trổ đồng thì họ sẽ tháo hết nước đi. Trổ đồng xong họ sẽ tháo nước đi này. Đó các bạn thấy này. Mình cũng thắc mắc tại sao họ lại sẽ tháo nước đi để khô nước và để nứt nẻ ruộng như vậy. Đây các bạn thấy là họ sẽ tháo hết nước đi. Rồi, họ sẽ tháo hết nước đi các bạn. Khi mà lúa trổ đồng thì họ sẽ tháo nước và sẽ dùng máy để đi xẻ ránh ở bờ ruộng. Mình thắc mắc tại sao họ sẽ tháo nước như vậy. Thì các bạn có thể thấy họ sẽ tháo đến cho khô đất, nứt nẻ đất xong rồi họ tiếp tục sẽ cho nước vào. Đến khi khô đất xong họ lại cho tiếp nước vào. Lý do thì là mình có thể là nghĩ là ở bên Nhật thì gió khá là to. Khi mà để nước liên tục khi họ mà để nước mà có luôn liên tục trong ruộng thì cái bộ rễ nó sẽ không phát triển, và gió to như vừa xong họ cái cây lúa sẽ bị đổ. Mình nghĩ như vậy nên cái lượng nước ở trong ruộng thì trước khi mà họ thu hoạch họ sẽ tháo cạn dốc nước đi để máy có thể vào cắt được lúa. Tuy bên Nhật gió khá là to nhưng mà lúa không bị đổ như Việt Nam. Ở Việt Nam lúa chỉ cần gió nhẹ phát là đã bị đổ hết.
Ở bên Nhật thì ngoài việc trồng lúa nước thì họ sẽ trồng lúa mì. Và lúa mì thì thường canh tác vào cuối năm tầm tháng 11, tháng 12. Họ bắt đầu rắc hạt. Thì đến tầm tháng 5 là bắt đầu họ chuẩn bị thu hoạch. Ruộng lúa mì khi mà sắp chín thì màu vàng ươm khá là đẹp, mọi người có thể thấy đây. Mùa đông thì rau thì có tuyết phủ đầy kín nhưng mà cây sẽ không bị chết. Mình cứ nghĩ là chắc lạnh này cây sẽ là chết to hết nhưng mà thực ra là không bị gì. Như vậy vừa sau mình đã giới thiệu cho các bạn nông nghiệp ở bên Nhật Bản, họ sản xuất các cây trồng gì và dùng dụng cụ và phương pháp để cây lúa, trồng hành, rắc đậu tương, trồng lúa mì như thế nào. Mọi người có thể tham khảo. Mọi người có thể bấm đăng ký kênh miễn phí để mình gửi các clip mới cho các bạn. Có thể tham gia nhóm học tiếng Nhật thực tế ở trên Facebook của mình. Mình có các từ vựng hay hay mình sẽ up lên cho các bạn cùng học. Hẹn mọi người ở các clip sau. Mặt tên ý. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe.